kết nối chương trình trên kênh Tâm thức Việt TTV, anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Anh Quân đăng trên trang Việt Nam Thời Báo. Tại sao tình trạng bỏ đảng gia tăng? Nếu không giải quyết được vấn đề tham nhũng, điều kiện cần để có được tăng trưởng kinh tế bền vững, thì Đảng Cộng sản Việt Nam khó có thể thu hút những người có tâm với đất nước. Một đảng viên là bà con của một đảng viên rất cao cấp mới làm giấy xác nhận từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi sang Hoa Kỳ định cư theo diện đoàn tụ gia đình một người quen cho tôi biết cách đây hai tuần huyện ủy dương minh châu tỉnh tây ninh quyết tâm ngăn chặn đà tăng của tình trạng ra khỏi đảng theo bài báo một người quen khác gửi ngày hôm qua là lực lượng chính trị cầm quyền duy nhất tại Việt Nam gần 50 năm nay đã từng thu hút đông đảo dân Việt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và chống Mỹ cứu nước và đưa đất nước đến tình trạng có bao giờ được như thế này chưa theo lời của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì tại sao họ lại rơi vào cái tình trạng bỏ đảng như thế này? Thứ nhất, trước đây hầu hết các đảng viên tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam vì yêu nước. Bây giờ những người tham gia đảng này á chủ yếu là những kẻ vì cơ hội vật chất của cá nhân mình. Trước đây, các đảng viên muốn tham gia đấu tranh chống thực dân giành độc lập, họ muốn chống ngoại xâm như các thế hệ trước đã làm trong hàng ngàn năm. Vì lý do tương tự, nhiều người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong ngoặc kép. Khi đó, nhiều người trong nhiều tầng lớp tham gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng xuất thân từ một gia đình bần nông, trong khi đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra trong một gia đình trí thức và ông Trần Văn Giàu từ một gia đình điền chủ giàu có ngày nay những đảng viên bỏ đảng đa số là người làm thuê lao động tự do buôn bán nông dân hạ sĩ quan hoàn thành nghĩa vụ quân sự công an từ đây có thể suy ra là những người không có chức có quyền và do đó không được hưởng lợi về mặt vật chất điều này cũng được thể hiện qua biện pháp mà huyện ủy đã đề ra để ngăn chặn cái đà tăng của số đảng viên bỏ đảng đó là triển khai hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho đảng viên là bộ đội, công an xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn để cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Lý do đảng thu hút nhiều lý thông hơn thạch xanh á, là vì đảng đã mất sức hấp dẫn từ những lời kêu gọi cứu nước trước đây sau khi thống nhất đất nước. Sau khi giành được chính quyền, thì đảng đã đưa con thuyền kinh tế Việt Nam đến bờ vực thẳm trong ngay cái thập niên cầm quyền đầu tiên. Ngày đó, đó nhiều người đói, về mặt chính trị, đảng đã thực hiện chính sách trả thù và bóp nghẹt tự do. Họ đã đưa hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào tù và nhiều người trong số này đã không bao giờ trở về. Về mặt chính trị, đảng cũng đã bóp nghẹt tự do và dẫn đến tình trạng hàng triệu người bỏ nước ra đi trên những chiếc thuyền thô sơ và làm cho hàng trăm ngàn người phải bỏ mạng nơi biển cả hay trong rừng sông. Trong hai thập niên kế tiếp, thì đảng đã giảm bớt được phần nào áp lực từ xã hội với chính sách đổi mới và mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, đây cũng là giai đoạn tính chính đáng của đảng bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng, vì nặng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng. Các quan chức ngày càng giàu lên một cách bất chính, tình trạng này làm những đảng viên có tâm với đất nước và dân tộc thấy nản lòng. Nó cũng thu hút những kẻ cơ hội muốn gia nhập đảng để kiếm lợi vật chất cho cá nhân. Do đó, càng ngày thành phần cơ hội trong đảng càng nhiều và thành phần hết lòng vì tiền đồ của dân tộc thì lại ngày càng ít đi. Khi trở thành đảng viên, người ta dễ dàng tiếp cận với lãnh đạo các cơ quan, các công ty nhà nước và có nhiều cơ hội vinh thân phì gia hơn. Họ có thể tiếp tục dùng những lợi ích họ kiếm được để tiếp tục thăng tiến và kiếm lợi nhiều hơn. Trong khi đó, những đảng viên chân chính lại không có đủ nguồn lực để cạnh tranh trong các cuộc vận động tranh cử phi chính thức. Vòng xoáy này khiến chất lượng nhân sự của đảng ngày càng giảm xuống. Tuy vậy, không phải mọi đảng viên đều trở thành quan chức và lãnh đạo do đó những kẻ cơ hội sau một thời gian thử vận may và nhận ra rằng họ không nên tiếp tục đóng đảng phí và mất thời gian cho việc sinh hoạt một cách vô nghĩa nữa ngoài ra những kẻ cơ hội đó còn gặp phải một số chướng ngại vật khác thứ nhất các quan chức đương quyền nếu chưa lên được vị trí cao hơn muốn tại vị lâu hơn do đó lấy mất cơ hội của những đảng viên trẻ có năng lực không nói đâu xa ngay ông nguyễn phú trọng phá vỡ tiền lệ và nắm chức tổng bí thư đến ba nhiệm kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc quá tuổi vẫn ứng cử vào chức vụ chủ tịch nước. Ông Trần Đại Quang nghe nói là đã khai gian tuổi và tuổi khai sinh của ông còn nhỏ hơn tuổi cả em trai ông nữa đó. Trận ngại thứ hai đó là các vị trí béo bở được dành cho các thái tử đảng. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã từng phát biểu rằng con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là hôn phúc của dân tộc. Nói như thế thì chắc chắn là các nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức và các nước dân chủ tiền tiến khác chắc là vô phúc hết cả. Dù gì đi nữa thì lời phát biểu của bà phần nào khẳng định lợi thế của các thái tử đảng. Xin đưa ra một vài ví dụ. Ông Nông Quốc Tuấn lên nắm chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang năm ông 37 tuổi. Ông Nguyễn Xuân Anh nắm chức bí thư thành ủy Đà Nẵng năm 39 tuổi. Ông Nguyễn Thanh Nghị bí thư tỉnh ủy Kiên Giang cũng năm 39 tuổi. Nếu việc trở thành bí thư tỉnh ủy là ngẫu nhiên phản ánh một xã hội công bằng về cơ hội, khả năng trở thành bí thư của một tỉnh hay một thành phố là vào khoảng 1 phần triệu. Trong khi đó, các ví dụ trên cho thấy xác suất trở thành bí thư tỉnh ủy của các thái tử đảng có lẽ có thể được tính bằng phần trăm gấp đến cả ngàn lần thường dân ấy. Hơn nữa, với sự phát triển của khối kinh tế tư nhân sau đổi mới và mở cửa, cơ hội kiếm tiền xuất hiện rồi mở rộng. Điều này cũng làm cho sức hấp dẫn của việc trở thành đảng viên trở nên thấp đi, nhất là với những người không có lợi thế về lý lịch và thân thế. Nếu cùng có thể kiếm được mức quyền lợi như nhau, có lẽ nhiều người thích làm việc ở khu vực tư nhân hơn. Chẳng ai thích luôn cúi bỡ đỡ hay làm những cái việc xấu như là nhận hối lộ hay tệ hơn là đưa ra những cái bản án trái với lương tâm nếu người ta không được lợi gì. Tóm lại, nếu không giải quyết được vấn đề tham nhũng, điều kiện cần có để được tăng trưởng kinh tế bền vững, thì Đảng Cộng sản Việt Nam khó có thể thu hút được những người có tâm với đất nước. Ngược lại, họ sẽ thu hút những cái kẻ cơ hội, những kẻ kém đạo đức nhất trong xã hội. Hơn nữa, việc không giải quyết việc làm quyền này, tham quyền của vị này và thái tử đảng cũng sẽ làm cho việc gia nhập đảng trở nên kém hấp dẫn hơn. Và từ đó, đảng sẽ ngày càng xa rời nhân dân và đương nhiên là cái hiện tượng bỏ đảng cũng sẽ ngày càng gia tăng. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.